Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Drama Bomb. Thời gian vừa qua thì nền điện ảnh Hàn Quốc đã đón nhận rất nhiều niềm vui khi mà Ký Sinh Trùng xuất sắc nhận được giải thưởng lớn nhất vinh danh môn nghệ thuật thứ 7 Oscar. Cùng với đó là những kỷ lục được ghi nhận cho những drama dài tập khi Hạ Cánh Nơi Anh chạm tới mức 21,7% trên toàn quốc cho tập cuối. Những diễn viên trong phim như Hyun Bin, Son Jae Jin như dự đoán lại một lần nữa chiếm trọn trái tim của khán giả. Nhưng mà thật đáng tiếc khi Trung Sĩ Trong Hiếc cùng Công Chúa Kén An series chỉ xuất hiện vỏn vẹn có 16 tập mà thôi. Vậy nên nhiều ngày nay dân tình đang đào tung những bộ phim trước đó của bộ đôi này đấy. Drama Bomb ngày hôm nay cũng sẽ review lại một bộ phim đình đám mang tên Tuần Tầm Châu Á Secret Garden, Khu Vườn Bí Mật. Mở đầu bộ phim là màn xuất hiện hành tráng của CEO trẻ tuổi giàu có và vô cùng đẹp trai Kim Joon do Hyun Bin thủ vai. Không cần quá nhiều lời giới thiệu, anh người biệt thự lộng lẫy với thiết kế kết hợp thiên nhiên và hiện đại lại đi xây mui trần siêu ngục phong cách bá đạo bất cần như thế này, hảo quang nam chính cũng đã tỏa dáng vô cùng mạnh mẽ phải không các bạn? 내가 스포츠카를 사면 스포츠카 매장을 사들이고 내가 요트를 사면 선착장 근처 땅을 죄다 사버려야 직성이 풀리는 놈이야. Nhưng mà coi bộ nam chính này của chúng ta cũng không hề dễ mơ một chút nào đâu. Anh ấy có hội chứng sợ không gian hẹp nên không thể đi được thang máy, xe hơi cũng vì thế mà luôn phải dùng loại mui trần, nhà phải thiết kế theo hướng mở và không có phòng nào đóng kín. Nếu ở trong không gian hẹp quá lâu sẽ bị khó thở, tim đập nhanh, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tim ngừng đập. Nhưng vì là một champion, là con cháu trong gia đình tài phiệt, những con người mà chỉ cần có một chút vấn đề cũng làm giá cổ phiếu thị trường lên xuống vài ngàn đô, căn bệnh này của anh đã được giấu kín. Ngoài ra, Chu Won lại có một cách nói chuyện vô cùng độc, tính cách thẳng thắn đến mức khó ưa, tuy những lời nói của anh lại vô cùng thực tế. 확실해요? 그럼 어디가 마음에 안 드시는지 어떻게 알아요? 내가 제목만 봤는데 이게 최선입니까? 확실해요? 경차 한 대 타보겠다고 100원 단위까지 맞춰 응모하면 얻는 안쓰러운 인생들 푼돈 뜯어 살림살이 나아치겠습니까? 나 같으면 경차 냉장고 청소기 대신 탑스타 속모양 공항 패션 속모양이 입고 들고 찼던 그 코트 그 가방 그 시계 드립니다 할 겁니다. 왜? 반찬 냄새나는 지갑보다 사치스럽고 허영기 많은 지갑이 훨씬 열기 쉽고 훨씬 돈도 잘 나오고 그래야 박상무님 지갑도 계속 빵빵하실 테니까. 미술관에서 선보는 커플은 우리밖에 없을 듯 싶은데. 시간 낭비를 안 해도 되거든요. 걸음걸이 보면 상품 나오고 그림 보는 안목 보면 교양수 좀 보이고 미술관에 어울릴 사람인지 클럽에 어울릴 사람인지 향수 취향이 노골적인지 우회적인지 다 빛바르니까. 정략 결혼은 싫다. 사랑이란 호르몬 질병에 목매 집안, 학벌, 능력 다 무시하고 말 안 통하고 수준 안 맞는데 그걸 입술 맞대는 걸로 대신하는 게 맞다고 봅니까? Dù không phải viên sao nhưng chắc chắn các bạn, đặc biệt là khán giả nữ của chúng ta sẽ hiểu được cảm giác vừa bực mình vừa gây tò mò những thứ bất ngờ này đúng không? Kim Joon-si! Sắp xếp từng chi tiết nhỏ để tạo nên tiết tấu nhanh mà không hề vội của bộ phim, biên kịch đã khéo léo để nữ chính Jin Rae-im gặp mặt Yoon Seol trong một tình huống đối mặt cực kỳ gay gắt. Trái ngược với nàng tiểu thư xinh đẹp, kiêu kỳ, có phần nóng hách cùng váy áo trắng sức đắt tiền của hội nhà giàu, Jin Rae-im một thân quần áo bụi bặm, chiếc tai nghe trên tai và hình xăm trên người đã làm hội nhà giàu sửng sốt chết lặng. Họ không thể tin được có một người như cô lại có thể ngồi trên sofa trong căn phòng này. 이상인 VVIP만 출입하는 곳 아닌가? 정말 죄송합니다. 어머 아저씨! 어머 어떡해! 내 눈앞에 친구분 가방 찾아줬으니까 아까 라운지에서 있었던 일 없던 걸로 하죠. 주세요 명찰. 입구 쓰레기통 뒤져보면 됐죠? Bối cảnh đời thực bỗng trở nên huyền ảo khi nữ chính của chúng ta như có siêu năng lực ngồi trên tòa tháp, lắp ráp súng ngắm và bay xuống tiêu diệt kẻ địch. Cái gì vậy nhỉ? Liệu có nhầm lẫn gì không? Tại sao... Ồ, khán giả bị lừa hết rồi, đây chỉ là một cảnh Rae-im đóng thế cho cô diễn viên nổi tiếng Cherin mà thôi. Là một diễn viên đóng thế luôn phải thực hiện động tác phẫu thuật vô cùng mạnh mẽ, nguy hiểm nhưng lại chẳng được mấy ai coi trọng. Thậm chí khi bị thương, Rae-im cũng chỉ biết xin lỗi để tránh ảnh hưởng đến công việc cùng những đồng nghiệp của mình. 죄송합니다. 괜찮습니다. 이게 괜찮아? 네가 무슨 원더우먼이야? 정말 괜찮습니다. 촬영할 수 있습니다. 되냐 지금? Mối liên hệ giữa các nhân vật bắt đầu được hình thành khi ông anh họ Oscar, một ca sĩ nổi tiếng, do Yoon Sang Hyun thủ vai, nhờ Chu Won bịt miệng Cherin về mối quan hệ của hai người nhưng anh lại bắt nhầm Rae-im. Không chỉ gây ấn tượng với tình tiết thú vị, từng lời thoại trong phim cũng làm người xem phải phi cười. Chu Won hiểu nhầm về nghề nghiệp của Rae-im mà cô cũng rất hồn nhiên trả lời thành thật những câu hỏi của anh. 우영이형 같은 탑스타 만나면 탑스타랑 한다고 더 받고 그런 건 없어요. 지방이나 야외엔 좀 더 받기도 하고. 야 야외? 옥상이나 대수 요즘 트렌드거든요. 대수? 아무래도 힘드니까. 힘들지. 불편하고 좁고. 근데 남자들이 좋아하니까. 그렇죠. 남자들은 스피디하고 자극적인 거 좋아하니까. 그런 걸 아무렇지 않게 그래도 좀 창피하지 않나? 영화 주인공도 하는 사람이? Tình huống ông nói gà bà nói vịt này giải thích được vì sao bộ phim lại phải gắn mác 16 cộng rồi đó nha. 오스카가 만나자고 한 내가 누구냐고. 박채린.
27은 아니야? Nghe qua nghe lại, mọi chuyện đều vì ông anh ngôi sao phim thuốc Oscar. Có lẽ ngay từ cảnh concert của Oscar khi mọi nhân vật đều có mặt đã phần nào nói lên sự liên kết của mọi nhân vật qua nhân vật này. Anh họ Chu Won, thần tượng của Raim và cuối cùng là một mối quan hệ tình cảm mơ hồ với Yoon Seol. Anh chàng này đúng thật là trung tâm của mọi sự rắc rối mà. Nhưng có lẽ cũng phải cảm ơn Oscar khi đã tạo điều kiện cho Chu Won gặp được Raim. Đuổi theo Raim để hỏi chuyện là nhẽ, nhưng mọi bực tức đã theo chiều gió khi anh nhìn thấy Raim đóng cảnh quay hành động. CEO của chúng ta lập tức bị hút hồn mất rồi. Nhìn ánh mắt đó kìa anh ơi, chúng em có thể nhìn thấy tim hồng phấp phới. Có lẽ cuộc đời của chàng thiếu gia này chưa bao giờ gặp được một cô gái mạnh mẽ mà mềm mại như thế. 진짜 다친 거야? 미쳤어? 이 지경으로 나랑 있었던 거야? 아까 그걸 다 하고? 몰랐어? 바보야? 머리 나쁜 거 맞네. Hài lòng người ta đến mức bắt ngay đến bệnh viện, rồi lại vô thức nói ra những câu không đau. Vì taxi không thay nhỉ? 돈이 없나? 그럼 내가 데려다 주고. 이런 또라이. 뚜껑 닫고 가면 탈 거야? 닫아줄게. 내가 당신 차를 왜 타? 내가 데려다 주고 싶으니까. 여자가 진짜. 데려다 주겠다는데 그냥 가잖아 건방지게. 뚜껑도 닫아준다는데. 나 왜 거기서 또 데려다 주겠다고 했냐고. 아 짜. 그렇게 키워 bắt người ta lên xe không được thì lại giận cá chém thớt như vậy chứ. Thành công bắt ép được Oscar ký hợp đồng quảng cáo với giá hợp đồng thấp bất ngờ. Nhưng CEO của chúng ta vẫn phiền phức vô cùng với cấp dưới luôn nhằm nhẹ hạ bệ mình. Tôi sẽ về mách mẹ, haha, làm gì có giám đốc nào sẽ về mách mẹ vì không nói được cấp dưới đúng không? Thật là vừa trẻ con vừa đáng yêu hết sức. Câu thoại này cũng một phần chứng tỏ anh rất thương mẹ. Đây cũng là tiền đề cho sự nan giải của anh trong mối quan hệ rắc rối khi mẹ anh không hài lòng của con dâu tương lai Raim. Cùng lúc đó, Yoon Seol lại chủ động đề nghị làm giám đốc quay MV cho Oscar. Mặt khác vẫn cố gắng tiếp cận Chu Won, tỏ ra vô cùng quan tâm đến nam chính, nhưng ánh mắt lại nhìn nam thứ, đong đầy suy tư cùng nhớ thế này. Không biết cô nàng tiểu thư này đang toan tính gì đây? Thầm thương trộm nhớ Raim đến muốn điên lên, Chu Won cố gắng rũ bỏ hình bóng crush ra khỏi tâm trí, cố thuyết phục bản thân rằng Raim chẳng hề giống mẫu lý tưởng của anh chút nào, nhưng cứ mỗi lần để ra tiêu chuẩn, Chu Won càng tưởng tượng ra Raim trong mẫu hình đó, gậy ông đập lưng ông. Đến mức này, nếu con không gặp được Raim, chắc hẳn bệnh viện sẽ đón thêm một bệnh nhân mới mất. Suam, Iwa, Thurum. Bồl, sáng sáng anh em, bồl. Suam, tìm đến trường võ thuật trong một buổi tuyển sinh, vô tình nhìn được một Raim sinh động vui vẻ khác, nam chính của chúng ta lại thêm một lần nữa bị lấy mất hồn. 상처 어떻게 됐나 확인만 하고. Wow, hành động gan lăng này chính xác ghi 100 điểm vào trái tim mọi cô gái. Thậm chí đối với một Raim luôn kháng cự bài xích kẻ gây chuyện này cũng cảm thấy sao xuyến. Một bước ngoặt trong mối quan hệ của cặp đôi đan gia này đó. Tiếp tục dưới vai trò một học sinh gặp sự, có lẽ Chu Won quyết định sẽ phát huy phương án cù nhây khi bắt bạn thân của Raim, cô nàng Im Ayong do Yoo In Na thủ vai, cũng là nhân viên vừa bị đuổi việc ở môn của mình, giữ bí mật về thân thể anh chàng để đổi lại quyết định phục chức cho cô. Cherin vì ấm ức chuyện Raim có thể liên lạc được với Chu Won, cô nàng cố tình bày trò chơi thâm khiến Raim liên tục phải thực hiện động tác nhảy lầu không dây an toàn vô cùng nguy hiểm. Đến lúc này thì Chu Won không thể đứng yên nhìn crush bị chèn ép nữa. Raim ơi, đến lúc này thì chị đã tin người ta giỏi kiếm tiền rồi chứ? Câu chuyện dù khóc dù cười sẽ còn tiếp tục bởi nhiều tình huống vặn xoáy và hư cấu hấp dẫn người xem. Có thể nói Secret Garden là bảo chứng đầu tiên cho cái tên của biên kịch có bàn tay vàng Kim Eun Sook. Cô cũng từng trả lời phỏng vấn rằng khi viết nên câu chuyện này, cô chỉ đơn giản muốn khán giả có một khoảng thời gian giải trí vui vẻ. Và quả thực, nó đã viết nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn hấp dẫn với mô típ đã cũ, hoàng tử lọ lem và lẫn tình tiết siêu thực khi hai nhân vật bị hoán đổi hình xác vào những tập sau. Thêm nữa, những cái tên đã bảo chứng diễn xuất như Hyun Bin, Ha Ji Won, Kim Sa Rang đã làm nên thành công vang dội, đem Secret Garden trở thành một trong những tượng đài phim thần tượng ngôn tình trong lòng một phim châu Á. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy cùng xem lại và đắm chìm với câu chuyện tình yêu ngọt ngào này nha. Và trước khi đi gặp CEO Yoo Won cùng Kim Raim, đừng quên subscribe, like và share cho chúng mình nhé. Annyeong. 한다 안 한다 한다 안 한다 한다 안 한다 한다